Rồi bây giờ mình đến vị trí của cái thằng này, làm từ từ từng cái một thôi, có gì đâu mà phải vội vàng đấy. Chứ còn cái này thì mấy đứa lắp sau cho thầy cũng được, bởi vì nó nằm ở đằng sau đấy. Thì bây giờ tạm thời trên vị trí chỗ này mình khoan bộ cái này nha, bởi vì nếu như theo vẽ theo theo bài này nằm ở đây ấy, thì cái bánh đà bu li thì nó nằm ở đây đúng không đấy. Mình có thể vẽ sau trước, mình hoàn thiện cái ở giữa này trước này. À, bây giờ mình tính nha. Thì bây giờ này mình mới tính đến cái chính của cái ổ lăn ở đây này. Ổ lăn trên cái chỗ này. Đúng không? Đây này, chính ổ lăn này nó bắt trên cái của điểm này ở đây. Đúng không? Ổ lăn bắt như này. Còn như vậy là những cái bạc này này, lát nữa mình vẽ cái khoảng cách để mình nối lại đường lai, nối đường lai lại. Và vị trí của đường này tương tự như vậy. Đường này thực chất là khi mình đâu cần phải vẽ cái này, mình lắp vô đâu, xin lỗi. Mình đâu cần phải vẽ cái đường này mà mình lắp vào đâu, lắp nữa mình kéo đường này xuống mình đổ mặt cắt là xong, đâu cần phải ngồi vẽ làm gì. Đừng có ham mà vẽ mấy cái này, vẽ cái này với cái này, lát nữa kéo đường lai qua, kéo đường lai qua là xong, nhớ chưa. Thì bây giờ này đến vị trí hoặc là cái bánh đà này này, cái bánh đà này này lát nữa vẽ sau cùng đó, thậm chí cứ đến đây trước cái đã, bây giờ lắp trước. Thì bây giờ nhìn cái ổ lăn người ta yêu cầu này, ổ lăn ở bên này này nó chính là bao nhiêu đây, ổ lăn này, ổ lăn là BS206SKF được chưa, đó 6002. Thì bây giờ mấy đứa mới quay trở lại cái vị trí cổ này, bây giờ mấy đứa có thể vẽ luôn trực tiếp trên này luôn được này, đây nha, để di chuyển nó luôn này, lắp nó luôn sợ gì, được chưa. À, đây bây giờ lắp trên vị trí cổ này trước thì như vậy nó bắt vào vị trí của điểm này, kích vào đây, chuyển sang vị trí của STD bạc, chuyển sang vị trí của ổ lăn roller bearing. Rồi cái của mình là radian, mình chọn đến cái con 6002 cho thầy nha, chọn đến cùng 6002 cho thầy. Đây, BS6002 BS DIN này, đây DIN này, DIN 625 này, à, DIN 625 trên cái chỗ này. Con này mình sửa lại là nó là DIN DIN 625 cho thầy nha, DIN 625 T198 này. Nó là cái con này đấy, xin lỗi nha. Đây mình sửa lại cái con này cái chỗ này này, DIN 625 ở đây. Thì ở đây thì chúng ta không có đơn vị theo BS đâu. Nhá, chúng ta không có đơn vị theo theo BS đâu. À, chúng ta sẽ lấy cái con này. Lát nữa cái con cuối kỳ ấy thì nó cũng là cái con này luôn nha các bạn. Chiều nay cái con cuối kỳ nó cũng là cái con này luôn nha. Nó chỉ có để có khác cái đường kính thôi. Rồi mình chọn đến con đấy nào, DIN 625 là con này đây, 1989, nhớ cho thầy con này, kích vào đây. Tiếp ở đây mình là insert một điểm trên trục này, ví dụ thầy điểm một điểm trên trục là điểm này đấy, hướng sang trái hay hướng sang phải, hướng sang trái thì kích vào đây một cái, được chưa. Ở đây inner thì nó chính là 15 đúng chưa? Đúng chưa? Đúng chưa? Đúng con này không? Đúng cái đường kính trục của nó là 15 không? Outer là bao nhiêu? Các bạn biết outer nó bao nhiêu không? Outer của nó là bao nhiêu không? Muốn biết outer nó là bao nhiêu thì mình biết ở đâu? Muốn biết outer nó bao nhiêu thì nó biết là bao nhiêu? Đường kính trục rồi. Đường kính trục nó bằng 15 đây rồi đúng không? Còn đường kính ngoài của vòng ngoài ổ lăn nó bằng bao nhiêu? 52 vậy này. Ba mươi mấy? Ba mấy? 52. Đúng rồi. 32 thì mình outer này, mình chọn cái này dấu bằng luôn. Nhập vào đây nó chính là 32 luôn cho thầy. Bề rộng này nếu biết luôn này thì bằng luôn, bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu biết không? Bằng bao nhiêu biết không? Bằng bao nhiêu biết không? Chính thầy. Cái này. Bằng 9, đúng rồi, đánh luôn. Bằng luôn. Rồi sau đó next này. Được chưa? Next nó luôn này. Đây, thì ra nó ra ngay cái con 6002 này đây, cái con yêu cầu này này. Thấy không? Được chưa? Và chọn finish cái là xong. Đó, rất đơn giản. Được chưa?
Được chưa? Chiều nay ấy, thầy cho phép chúng ta dùng luôn cái mặt cắt tiêu chuẩn này luôn, có nghĩa là gì? Ở cái bản ở đây này thì thầy có sửa lại. Ở đây nhớ nha, ở đây là theo tiêu chuẩn Việt Nam là mình sẽ đảo chiều cái vị trí chỗ này đúng không? Có thấy chỗ này không? Thấy không? Thấy không? Nhưng mà khi ra đây này, khi ra trên vị trí chỗ này ấy, là mấy đứa thấy nó không đảo chiều không? Dạ. Mấy đứa thấy không? Bây giờ nếu như muốn đảo chiều nó thì mình phải làm gì? Phá khối. Đúng rồi, nhưng mà chiều nay thầy cho phép là giữ nguyên luôn, không cần phá khối. Tức là lấy nguyên thằng này luôn được không? Để cho đỡ mất thời gian được không? Được chưa? Nhớ nhá, chứ không cần phải ngồi phải phá khối, mặc dù trong đề của thầy có, nhưng mà thầy cũng không yêu cầu là chúng ta sẽ phá khối đây đúng không? Ví dụ như cái đề của thầy ở đây như thế này. Đúng không? Thầy yêu cầu trên vị trí chỗ này là phá khối, nhưng ở đây thầy cho phép các em không cần phải phá khối, giữ nguyên nó luôn cho thầy. Được chưa? Đấy, rồi bây giờ nếu mà chúng ta nhìn vào vị trí chỗ này như vậy là đã có được vị trí chỗ này rồi. Thì chúng ta xem trên vị trí của từ đây đến đây nó bằng bao nhiêu nhá. Thì chúng ta cộng hai thằng này lại này. Cộng này và cộng với cái 9 nữa. Đúng không? Đấy. Như vậy nếu trên vị trí chỗ này ở đây thì nó chính là cái vị trí của cái thằng này 6 cộng với vị trí chỗ này, nhấn máy tính nhanh lên, 6 này nhân 2 lên là 12 này, 12 cộng với cái bề rộng của cái bánh răng này là 22 này thì nó là 34 này. Đúng chưa? Như vậy khoảng cách từ đây ra đây nó chính là 34. Hiểu không? Hiểu không mấy đứa? Được không? Thì có phải là cái này nó là cái này không? Hai cái bạc này thì nó có phải là cái này không? Đúng không? Đúng chưa? Thì có phải mình cộng trên mình sẽ vẽ cái này, tại sao thầy tính như vậy? Để thầy vẽ cái ổ lăn số 2. Đúng không? Như vậy thầy phải lấy được cái khoảng cách từ ổ lăn này đến ổ lăn này bằng bao nhiêu? Như vậy đây là 6 này, đây là 6 này và vị trí thằng này nó là 22, như vậy 12 cộng với 22 thì có phải là 34 không? Thì để có cơ sở là thầy sẽ vẽ lại mấy thằng vị trí chỗ này. Được không? Thì bây giờ thầy tiếp tục thầy kích vào đấy trở lại ở đây tiếp, thầy chọn vào STD bảng. Thầy tiếp tục chọn cái ổ lăn số 2. Rồi, tương tự mình chọn con ổ lăn đó. Rồi, mình tìm đến con ổ lăn đó. Nhớ đừng nhầm nha, 625 này, đây. Được chưa? Rồi, insert một điểm trên trục, control, kích chuột phải, reference. Nối vị trí của cái điểm này từ đây ra đây một đoạn nó chính là 34. Đó, sau đó mình hướng nó sang bên phải. Hướng nó sang bên phải nằm đây. Đây, tương tự con này 15 bằng luôn một con nữa chính là 32, bằng luôn trên vị trí chỗ này chính là bằng 9. Rồi mấy đứa chọn next, mấy đứa chọn next và mấy đứa chọn finish là xong. Có cái ổ lăn số 2. Được chưa? Đó, rất đơn giản đúng không nào? Có cái gì đâu mà khó nhỉ?